giò này chín hai giò luôn hả Giò rồi đi. vậy? Để gì gắn gỡ luôn hả vậy? Để chống đi anh. Rồi chín cuồng không có clip đi không nó gượt nó dí cái mụn tháng mồi vậy quay chạy luôn. À, xấu hổ. Thả kia thì khỏi nói rồi, thả kia này bao nhiêu bỏ đảm luôn á, nó sùng sùng nó dí cái mồi không mà đợi mồi bo nó không bo. Má cái dạng nó cũng độc lắm, có mấy lần dí gừng nó giọng nó thay lông nó rụng á, nó rụng phía trên nó nhìn thấy nó bệt chân lỏng ha. Nó rụng trống nó thấy bệt có lòng con gì không đó, lòng con mấy mịn vậy đó. Cái này không hấp dẫn. Mới vô đó. Tôi đâu có biết thì cũng rất xúc động. Dính nó không nổi gì đâu mà nó ngồi không bo biết xuống nó bần mồi không ngồi chạy con bỏ luôn. Tốc hành 1 phút 30 giây nó xuống nó dí con mồi không, mà con mồi không bo được tiếng nào hết trơn á. Rớt xuống nó bo con mồi không bo tiếng nào chứ nó đi nó dí con mồi con mồi dính luôn à. Thôi thôi nuôi đi mày ơi, nuôi sẵn cho con vợ nó chửi nhiều xíu nữa. Ít quá chữ ít nhiều chữ nhiều xíu. Nó làm mồi tôi mắc cỡ quá tôi không thèm nuôi nó. Về cho chủ nhà luôn. Thôi nuôi đi, nuôi cặp đi, bắt cái gì lấy lòng khác ra đi, lòng khác lấy lòng khác đi, để máy trong đi trời cu bo mà cắt lên hỏi bàn luôn nữa. Nuôi cu đâu vậy sợ thả con kia xuống nha, bo rồi, coi được rồi thả con ông nội nó không bo biết chứ. Trời ơi nó con này con con một con ông con nữa kia là khác thằng kia nó thấy tăng 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 tăng
Mày vô má, kể lúc mày vô má. Dính dọn kia, mà chéo bên đây luôn. Dính dọn 2 giò. Trời ơi, dính 2 giò luôn hả? Ủa, không có 1 giò à. Mà cái đó nó chéo gì đó. Nó bà giúp về, tôi nào mở hai cái nắp tôi đâu dám ấy đâu. Tự động nó xuống nó bò. Nó xuống nó bò, bò không bò chứ nào vậy, nó vượt con nội dí nội luôn. Má, con này vậy. Đá nó chứ luôn. Nó mồi bán 5 triệu nè. Con nó hên cho không chịu. Con này giờ bảo đảm cho ăn thấy nó không rồi. Chị đẻ hoài. Bán mẹ lên. Đây nè, bán lại đây nè. Cho người ta ra vô nó mới dễ. Trời trời, cái áo nó mới mệt. Cái này nó mặc áo. Tiếng cái áo hung rồi. Chùm rồi. Má mẹ lên cho đó là lúa tôi thấy còn xấu không ông nội ơi, lét không đó. Nấu lúa chậm nữa đó, cho nó cắn, cho nó ăn cái để luôn. À, cái vậy đấy, tưởng ấy chưa dính, nãy dẫn ra ngoài giường á, bị ngoài giường á. Dính con rồi. Cút mày ngoài giường tối quá, tôi. Vậy đi hả? Đi, dẫn đi, kéo vô hả? Đi đứng đi, đi ngoài dẫn ngoài vô tiếp thì không tiếp. Chuẩn bị cái làm hả? Đây, tuần mấy gì nhà gỡ luôn hay vậy thôi. Trời ơi, nhà gỡ gì đó được không thầy. Đổ nó lại chưa lấy tôi. Nhà ông vô chứ ông vô tí rồi. Bắt vô thằng cu đâu dám đá đâu. Ai ngồi nó dắt không biết trời đất thì còn chỉ cu bên cái cốc rồi đó. Mà nó không hay chứ ổng là không hay. Nó ngon sát bên luôn.